là một cái rạp hát Cao Đồng Hưng. Ở đây mà bây giờ vẫn còn những cái nghĩa trang bán đồ rồi. Và trước mặt chúng ta Sài Gòn sớm tôi sớm lò heo cũ ở xin đây đoàn mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trên kênh Xin Đi Đoàn. Bây giờ thì khoảng 11 giờ kém ngày 3 tháng 11 2024. Với buổi sáng ngày hôm nay, Xin Đi đang đứng ở con đường Bạch Đằng. Phía sau lưng Xin Đi đó là chợ Bà Chiểu, và ngay cái góc bên phải của anh chị đó là một cái rạp hát Cao Đồng Hưng, và một số anh chị cũng thường đặt là rạp hát Cạo Đầu Heo là đây anh chị. Thì đối với chủ đề Sài Gòn sớm tôi thì Xin Đi sẽ cũng theo yêu cầu của khán giả trên kênh muốn quay lại cũng sớm lò heo cũ đó anh chị. Cũng 4 năm rồi Xin Đi chưa quay lại con đường Huỳnh Đình 2 mà ngày xưa mang tên là Nguyễn Văn Thành đó, thì Xin Đi sẽ đi vào đó để nhìn lại cái sớm ngày xưa, cũng gửi tới cô chú anh chị luôn mà có cái quen thuộc của vùng đất gia đình Sài Gòn. Còn bên phải thì chúng ta sẽ đi vào con đường Vũ Tùng, xưa là Phan Đình Phùng đó, thì đó là sớm lò heo mới. Xin đi sớm lò heo cũ để gửi tới cô chú anh chị và các bạn chủ đề Sài Gòn sớm tôi, sớm lò heo cũ gia đình Sài Gòn. Rồi, chúng ta cùng nhau đi nha. Đường phố Sài Gòn, những cái sớm thì luôn lúc nào cũng bên anh chị và các bạn. Rất là tiếc, rạp hát bây giờ một thời thì nó nhà sách, nhưng mà một thời gian dịch cúm rồi nhà sách đóng cửa, bây giờ đóng luôn rồi. Nó bây giờ trở thành một cái nhà kho vậy đó. Con đường quẹo Võ Trường Toản để đi vào con đường Vũ Tùng sớm lò heo mới. Sài Gòn cũng rất là hay anh chị ha, nó theo cái ngành nghề sớm chuồng bò, sớm lò heo, lò heo chánh hưng cũ mới, sớm gà, ôi thôi đủ thứ hết anh chị ha. Đi thẳng là về Hàng Xanh đó anh chị, ngã ba Hàng Xanh đó, để chúng ta đi cầu Sài Gòn hoặc là cầu Bình Triệu hoặc là về bán đảo Thanh Đa. Xin đi quẹo ngược lại nhé, ngược lại. Cái này mình cũng đi vào sớm lò heo được luôn. Rồi ở đây nè, đó buôn bán kinh doanh gì đấy đó, nó cũng ngày ra ảnh hưởng nhiều dữ lắm. Nào đằng kia thì Xin Đi có một cái khán giả ở trên kênh, thì anh cũng mẹ anh cũng đang ở cái chung cư ngay chỗ cái góc Lê Quang Định đó. Nếu mà bác coi cái clip này thì mong bác luôn lúc nào cũng khỏe, anh lúc nào cũng khỏe. Mình sẽ đi nha, đó Cạo Đầu Heo bây giờ nó trở thành một cái nhà kho rồi. Rạp hát Cạo Đầu Heo, đây cái chung cư. Trước kia thì ở dưới thì bán hàng kim khí điện máy, nhưng mà bây giờ là người ta bắt đầu là dựng bản cho thuê rồi, người ta cũng dọn đi hết rồi, buôn bán thì không được. Rồi đây là cái chợ Lê Quang Định bên phải, cái chợ Bà Chiểu anh chị. Rồi ngôi trường rất kỷ niệm đối với cô chú anh chị Nam Tĩnh Lỵ, Hồ Ngọc Cẩn nè, ngôi trường Hồ Ngọc Cẩn. Mình sẽ đi lên đấy, ngôi trường Nam Hồ Ngọc Cẩn, trường nữ là Lê Văn Duyệt, trên con đường Lê Văn Duyệt. Hồ Ngọc Cẩn vẫn kiến trúc như xưa, rất là đẹp. Hey.
nay là có tên là trường Nguyễn Đình Chiểu. Còn nếu mà chúng ta đi thẳng này thì chúng ta sẽ về với Gò Vấp. Còn bên trái là chúng ta về với con đường Nơi Trăng Long, Nguyễn Văn Học, ngay chỗ có nhà thương Gia Định đó. Bây giờ Sunny sẽ quẹo con đường Huỳnh Đình Hai, con đường ngày xưa mang tên là Nguyễn Văn Thạch. Giống như là ngay chỗ kênh Hàng Bàn ở chợ lớn với sau chợ Kim Biên Bình Tây là con đường Phan Văn Khỏe, ngày xưa là bến Nguyễn Văn Thành đó. Rồi bây giờ Sunny sẽ chạy thật chậm để chúng ta đi vào cái xóm lò heo cũ ngày xưa. Đối với vùng đất này thì Sunny không rành, thật sự là không rành, chỉ đi ngang thôi anh chị. Đi ngang thì làm sao mình rành được, mình là người Vũng Tàu mà. Ở đây mình đi một vòng ha anh chị ha, vòng ra con đường này dẫn ra con đường Bạch Đằng nè, nhưng mà thôi Sunny cũng đi. Tại vì những người ha là anh ở xóm lò heo cũ thì có thể là sẽ biết con đường này, mình cứ đi rồi xong mình quay ngược lại. Đây là một con hẻm của con đường Bạch Đằng hết, hẻm 356 Bạch Đằng, và xa xa đó là con đường Bạch Đằng đó. Hồi nãy mình đi ngang, nếu mà hồi nãy quẹo vô thì mình không đi được Lê Quang Định được. Đây là những cái góc mái nhà xưa. Tại sao Sunny lại nhìn những cái nhà xưa như thế này? Lý do rằng những cái nhà xưa này thì nó sẽ lưu lại một cái dấu tích nào đó mà anh chị sẽ nhận ra nếu mà anh chị ở cái xóm này. Nhà ngói, nhà lợp ngói, giờ người ta cũng sập xệ, người ta cũng cơi nới nhiều. Anh chị cũng biết thì Sài Gòn mà, nơi nè, kiếm sống, đi làm, đi học, thì đây là một cái vùng đất phương Nam rất là nhộn nhịp, sung túc. Bây giờ thì nó giảm rồi, nên mọi người, bà con tứ xứ đổ về đây sinh sống, lập nghiệp, làm ăn buôn bán kinh doanh và kéo dài từ thế hệ này qua thế hệ khác. Còn người gốc ở Sài Gòn thì theo Sunny nghĩ thì chắc cũng phần lớn thì cũng đây định cư nước ngoài hoặc là quê sống rồi. Chúng ta cứ đi thẳng ha, đi thẳng thôi. Ở đây thì có một cái trường mẫu giáo, có thể là ngày xưa là một cái trường gì đó. Bên kia có nhà ngói kìa, nhà ngói. Và ở đây thì nó có một con đường, mình cứ đi, mình khoan bầu châu đi ra con đường. Tuy con đường này cũng dẫn chúng ta tới con đường Bạch Đằng thôi, mình cứ đi zigzag như thế. Còn đập thẳng qua bên kia đó là chợ, con đường Phan Đình Phùng, Vũ Tùng. Đây là Vũ Tùng. Vũ Tùng ngày xưa thì nó có hai cái đoạn, Châu Văn Tiếp và Phan Đình Phùng. Bây giờ là chỉ là Vũ Tùng thôi anh chị. Rồi, mình bắt đầu mình tới đây mình quẹo lại. Và ở đây vẫn còn cái cột điện bằng sắt. Cứ thấy cột điện này cứ nhớ cái cột điện này. Là thường cột điện thì nó có bóng đèn đến gì ở trên đó. Buổi tối thì bắt đầu là Sunny hồi nhỏ bắt đầu đi bắt dế ở những cái cột điện đó với lửa với than ha, rồi lấy mấy cờ tóc rồi quấn vô cái đầu tâm đầu ráy cho nó rét rồi xong đá. Trời ơi vui. Đây cái nhà, không biết là cái nhà này hồi xưa là gì, cái nhà mái ngói đó. Giờ là sở văn
hóa thể thao gì đó. Xa xa kia thì có những con hẻm. Những con hẻm ngoằn ngoèo anh chị ha. Ni viện Vạn Hạnh, đây, Hủy Thảo luôn. Đây là con đường Phan Chu Trinh. Quẹo ra con đường Phan Chu Trinh. Và xa xa đó là con đường Bạch Đằng. Rồi kế tiếp là Cindy sẽ đi vào hẻm. 4 năm rồi đi quay lại thì nó cũng nhiều cái thay đổi nhiều anh chị. Sài Gòn anh chị để ý, nói về thay đổi từng ngày từng giờ thì nó hơi quá. Trước mặt anh chị đó là con đường Bạch Đằng. Từng ngày từng giờ thấy hơi quá, nhưng mà anh chị thử một tháng anh chị quay lại là nó sẽ có một cái sự thay đổi. Như về cái việc kinh doanh mua bán hoặc là phố xá, đường xá nó thay đổi lắm. Mới bữa nào ở đó bán quán phở, bây giờ tự nhiên quay lại bán quán cơm. Không biết bà bán cơm giờ bà đi đâu rồi. Đây giống như cái Mũi Tàu vậy đó, có những con hẻm, Trinh Ni sẽ quẹo qua hẻm này. Đây là giống như một con dốc thoi thoải gì đó. Mình cứ thả dốc mình đi vào. Bức tường cũ kìa. Nhà mới, nhà cũ. Nói chứ mình nói lò heo chứ mà thật sự mà nói bây giờ cũng đâu còn cái lò heo nữa. Ví dụ như cái lò heo Cánh Hưng hay chỗ chợ cá thôi. Đây là một cái khu phường 24 quận Bình Thạnh. Đi vòng vòng hẻm quá trời hẻm. Thôi để mình cứ đi coi lát mình đi đâu. Đối với những con đường này bây giờ mà tìm nhà cửa thì rất là khó. Và xin đi cảm giác như hình như là đây là nó giống như là một cái con dốc để đi xuống một cái dòng kênh đó. Dòng kênh đó anh chị. Nó con dốc thoi thoải rồi. Để coi đi thêm một đoạn cái. Đây là địa chỉ rất là nhiều xe của con đường Phan Chu Trinh. Đây là mình sẽ vô một cái ngõ cụt. Hẹn chi xin đi thấy cái đường dây tín hiệu bắt đầu nó lưa thưa dần rồi. Ở đây thì giống như là một cái vùng đất trũng, nhà ai cũng xây lên cũng cao cao anh chị.
phải cái gì hả? Quẹo bên phải coi mình đi đâu. À, dạ cảm ơn. Cái hẻm này sao đi đâu trời? Người Phan Chu Trinh. Rồi, bà chị nãy bán đồ rồi. Rồi trước mặt chúng ta hồi nãy đi viện Vạn Hạnh đây nè. Đó. Đi viện Vạn Hạnh. Rồi, Huỳnh Đình Hai. Huỳnh Đình Hai, Nguyễn Văn Thành. Đây thì nó có không biết cái mảnh đất trống này ngày xưa nó là gì. Đây thì nó có một cái công viên. Và có những cái xóm hẻm. Mình chạy thẳng vào bên trong. Cái này là số mấy? Huỳnh Đình 2, 26 Huỳnh Đình 2, cái hẻm 26 Huỳnh Đình 2. Đó cái cửa cũ nè anh chị, đó cái cửa. Số cũ là 26/19. Số cũ số mới rồi, đó cái cửa cũ nè. Đó trời, cái nhà vẫn y hệt như xưa. Không có khác gì luôn á. Đẹp quá. Bên trong là một cái nhà ở tập thể. Đây là một cái khu không biết có phải là hẻm cục không. Đây là một cái nghĩa trang. Ở đây mà bây giờ vẫn còn những cái nghĩa trang anh chị ha. Quẹo lại đi. Đó, nguyên đất bên trong là trang, thì bây giờ người ta ở trong một cái xóm đó luôn anh chị, nhà bao quay rồi một cái nghĩa địa nhỏ nhỏ. Giờ đi ngõ nào đi ra đây, những cái nét nhà xưa nè anh chị, đó những cái hàng rào, cái cửa nè, đó vẫn còn.
nói chứ Sunny rất là vui khi mà mình đi khám phá như thế này. Những người mà gốc ở Sài Gòn thì chưa chắc là đi giống như Sunny vậy, đi vào hẻm. Và thật sự là đi nhằm mục đích gì đâu. Nhưng mà theo cái video clip này thì cô chú anh chị cũng cùng đi chơi với Sunny, đi chơi cho nó vui. Cũng hay. Con đường này thì con đường mang tên gì? Nguyễn Thiện Thuật. Trước mặt chúng ta không biết là con đường gì đấy. Bùi Đình Túy. Đồng Ông Cồ gì? Bùi Đình Túy là cái hướng là về Đồng Ông Cồ đó. Phường 14 quận Bình Thạnh. Và đây là con đường Phan Văn Trị, và xa xa đó là hình như là con đường Lê Quang Định. Lê Quang Định, đúng rồi. Rồi Sunny sẽ quẹo về chợ Bà Chiểu. Bình Định hai mé bên trái anh chị ha, Nguyễn Văn Thành đó, và đây là ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Ngọc Cẩn đây bên phải, và ngay đây vẫn còn những cái phố lầu ngày xưa. Bên trái người ta cũng buôn bán nhỏ thôi, bán điện rồi đồng hồ, buôn bán thức ăn, và chợ Bà Chiểu. Căn nhà của bác, một khán giả rất là thân thương trên kênh của Sunny Đoàn. Và tới đây thì Sunny Đoàn cũng xin khép và lại video clip này, rất là vui thực hiện sớm lò heo Sài Gòn sớm tôi, sớm lò heo cũ ở gia đình Lăng Ông Bà Chiểu. Và Sunny cũng nhân dịp đầu tháng mới kính chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau.
Rồi, bye bye, hẹn gặp lại. Sunny stop cái clip này ở đây nha. Sunny quẹo con đường Lê Văn Duyệt để về với cây cầu Bông. Bye bye, hẹn gặp lại. Trường mỹ thuật phía trước anh chị. Trường mỹ thuật đó. Bây giờ có tên là trường trung học cơ sở Trương Công Định. Rồi, bye bye, đuốc đằng xa là cầu Bông. Bye bye, hẹn gặp lại.